Lan Kiến Quán Thế Âm. Tương truyền, vào đời nhà Đường, ở vùng Gia Hưng tỉnh Chiết Giang bỗng gặp một đợt hạn. Ngay cả một hạt thóc cũng không kiếm được, dân tình khổ không kể xiết, chỉ còn cách đào rau củ dại để ăn cho đỡ đói. Một ngày, Quán Thế Âm Bồ Tát vân du đến nơi này, nhìn thấy bá tánh ăn không đủ no, người dân không biết sống nhờ đâu, bèn quyết định cứu họ. Có một nông phu tên là Hồ Thành, tuy gia cảnh nghèo khổ, mẹ già quanh năm nằm trên giường bệnh, nhưng cả nhà đều thành tín Phật Pháp. Cuộc sống dù cực khổ nhưng vẫn rất hạnh phúc. Hôm đó, Hồ Thành đang đào củ dại trong mảnh vườn nhà, bỗng nhiên nghe một tiếng keng. Định thần nhìn lại, càng khiến anh mừng rỡ không thôi. Tốt quá rồi, mẹ ngày ngày niệm Phật nhưng lại không có tiền thỉnh tượng Phật để cúng dường. Bây giờ Quan Thế Bồ Tát hiển linh rồi, để cho mẹ thờ phụng tượng Quan Thế Bồ Tát rồi. Người ở trong đất của ta đào được bảo bối, pho tượng vàng này là của ta mà. Tượng vàng này là ở trong đất nhà tôi đào được, mau trả lại cho tôi. Đất của hai nhà ta kề sát bên nhau, ai biết là đào được từ đất của ai chứ. Bây giờ tượng vàng này đang ở trong tay ta, vậy thì chính là của ta rồi. Nói bậy, đây rõ ràng là tượng của tôi mà. Nó là của ta mà, đây rõ ràng là tượng của tôi. Là của ngươi, ngươi gọi nó sao không đáp lại chứ. Hồ Trần tranh cãi không lại, bèn kéo Phó Lâm đến huyện nha báo quan. Chẳng ngờ vị huyện thái gia này lại thân thích với Phó Lâm. Ngay tại chỗ phán xử, đưa tượng vàng cho Phó Lâm, còn lấy cớ Hồ Trần phạm tội vu cáo, tống giam anh ta vào ngục. Thanh thiên đại lão gia, thảo dân bị quan mà. Phó Lâm dương dương tự đắc, gói tượng vàng đem về nhà. Sao lại là cục đá chứ? Thật là kỳ lạ quá mà. Mẹ của Hồ Trần vì con mình bị bắt mà ngày càng thêm khổ sở. Vợ của anh ta ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Có một hôm, vợ của Hồ Trần như thường lệ đến mảnh vườn đào củ dại. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, nàng dường như nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đang ngồi trên một mỏm đá. Mình vừa nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát có phải không vậy? Quán Thế Âm Bồ Tát, xin người hiển linh, từ bi cứu chúng con. Ôi, Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh rồi. Mẹ ơi, Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi xin cứu con trai của con. Từ đó, họ ngày nào cũng cúng dường bái lạy. Tối hôm đó, huyện thái gia đang ở nhà đọc sách. Đột nhiên ông ta nhìn thấy một luồng hào quang rực rỡ lóa mắt. Là Quan Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Người thân là quan phụ mẫu, lại đổi trắng thay đen, vì tư lợi mà làm trái phép nước, cố tình đem tượng vàng giao cho Phó Lâm. Đợt hạn hán này chính là do các ngươi tạo nghiệp quá nhiều, khiến trời người oán giận mà thành. Ta lệnh cho ngươi lập tức thả Hồ Thành, làm rõ chân tướng. Từ nay về sau, phải tu tâm thanh tịnh, chánh trực và liêm khiết, tạo phúc cho dân. Nếu vẫn không biết hối cải, đừng trách Phật Pháp vô biên. Người đâu? Mau đến nhà lao thả Hồ Thành ra. Ây da, lần này đã tạo nghiệp rồi. Xin Quan Thế Bồ Tát từ bi tha thứ cho con. Con sau này nhất định hành thiện tích đức, tạo phúc đức cho bá tánh. Ngày hôm sau, ở chỗ mà Hồ Trần đã đào được tượng Quán Âm, có một cột nước thần kỳ phun lên cuồn cuộn không ngớt. Mọi người đến đây xem, ở đây có nước nè. Tốt quá rồi, thật là tốt quá đi, chúng ta được cứu rồi. Suối nước chảy tràn đến tất cả đồng ruộng, mọi người đều được vụ mùa bội thu, bách tính an cư lạc nghiệp. Để cảm niệm ân đức Quán Thế Âm Bồ Tát ban nước cứu mạng, quan huyện lệnh và người dân đã xây dựng một ngôi miếu Quán Âm để cúng dường Bồ Tát, còn đem câu chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ dân chúng truyền bá muôn nơi. Người dân vùng này ai ai cũng tu tập sửa đổi, thành thật thủ tín. Lần này, hiển hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là Lan Kiến Quán Âm. Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.